Hello everybody, thân chào các bạn đã đến với cái kênh Nghe Cuộc Sống Hưu Trí. Hôm nay mình sẽ, đây là cái clip mới, mình mới vừa mua cho bà xã, như là 2 trong 1. Cái lens này thì nó có là tác dụng là cái độ của nó là 114 ly cho tới 150 ly, thì nó có thể thâu xa thâu gần gì đó thì tùy bà xã mình dùng. Thì bà xã ghét cái mà như là hai cái lens, cứ đi đâu cũng mang theo hai cái lens đó, thay ra thì vô bà xã mới ghét lắm. Mình cứ thay cho bà xã hoài à, mình cũng mệt, mình thôi mua đại cái này. Hôm nay nó sale, mấy nó sale 100 đô đó các bạn. Thì bình thường giá của nó là 800 đô, nhưng mà hôm nay nó sale 100 đô thì còn có 700 đô à. Thì cái lens này á, thì nó được chống được mưa gió đó, mình đi trong rừng á, thì nó tránh được cái sự ẩm ướt đó, tuyết này nọ đó các bạn. Thì nó tiện dụng hơn. Những cái lens mà nó không có chống được nước á, thì nó nước mưa hay là bão rồi nọ, hay là mình đi chơi gần biển á, hay là gần hồ á, thì nó lúc cái hơi nước lên nó làm cho cái lens của mình, cái máy mình nó hư đi. Đúng là cái máy này thì nó không phải là máy chống nước, nhưng mà mình khi mình chụp mình có thể bao ni lông lại, nhưng mà khi mà cái lens mình á là một phần phải cần cái mà chống nước đó. Khi mà mình chụp hình cái lens mà nó không có chống nước được á, thì nó sẽ mờ ảnh đi, nó sẽ làm hư cái lens của mình. Nó nước vào thì khó mà mình phải tháo hết, đem cái sợ chuyên môn nó với tháo ra, nó sẽ nó lao chùi cho mình đó. Cho nên mình thôi mua này cho bà xã luôn đó. Thì cái lens này nó đúng ra đó, cái máy nào á mà không cần mà là cái máy tốt hay là máy tốt thì được rồi, nhưng mà không cần phải máy đắt tiền để trở thành là một thợ chụp hình giỏi hay là thợ quay phim giỏi nha các bạn. Đó cái máy đó, là mình phải hiểu biết về tất cả những thủ thuật ở trong cái máy trước khi, cho nên khi mà ta bán, người ta thường hay là cho mình cái lens á, cái kêu là kit lens á, để mình dọc chơi mà mình chơi, mình hiểu biết cách chụp hình trong máy nọ biết hết. Thì khi mình biết được cái thủ thuật của trong máy hết rồi, những cái dụng cụ trong máy đó là nó giúp cho mình là tập mới cái kit lens, sau đó là mình sẽ mua cái prime lens và những mua cái lens mới. Các bạn cũng biết rồi là lens đó, những cái lens này nè, ống kính này nó thường là mất tiền lắm, ống kính nó mất tiền hơn là cái máy của mình đó. Cho nên là các bạn phải cần những cái máy. Thì trong cái vấn đề chụp hình này đó, không có cái máy nào kêu là pro đó, không có máy nào kêu là professional đó. Một á là cái high end là nó cái cao cấp á, không đó, là cái mid range, rồi cái là beginning là cho những người mới tập chụp hình á, còn cái mid range á là dành cho cái amateur, những người đã biết chụp hình rồi, thấy không đó, rồi ương dở dở vậy đó là amateur đó, cho nên là đó. Còn cái high end á là những người thợ chụp hình giỏi, professional. Chứ cái máy không có gọi là professional được đó. High end, mid range và beginner là như vậy đó. Thì cái này thì tí nữa bà xã sẽ đập hộp máy cho các bạn xem. Cái này mình đã thâu bà xã rồi đó, nhưng mà cái này mình thâu, cái này mình nói chuyện với các bạn mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, bye các bạn. Mua thêm cái ống len, nghĩa là zoom len, là 14-150 của instructions. Ok,
Ok. Anh xin đi nè. Nó xin. Nó xin. Ok. Very good. New lens. Oh, new lens. This for travel. It's good lens for travel. This one, are you plug in, you never take it out. I plug in my lens, never take it out. Careful, man. Don't take it out. Okay. Oh, you just. Okay, this is for the little. Okay, this. Yeah. This. Okay. This, see? Okay. Took it out first. Oh, nice. Oh, look at that. Nice. Oh, nice lens. Very nice. New lens, nice. Wow. There you go. Put it in. After you take it off, you like that. Ah. Put it that way. Okay. Put it that, you lock it in there. See? Lock it in there. Oh. Close it. Put that, see? You don't need to stick it there. Okay. Yeah. Put that in there. Okay, so the camera. Okay, now in the camera. I still like my Pentax. I like Olympus. But I waiting for next month Pentax have new high-end. Oh. High-end camera, so maybe I buy it. But you like your, this is your Olympus, you like your Olympus? I like Olympus. Uh-huh. Okay. This one is a close-up. One you go okay here, put a red one, say red one. Red, no, oh red. Yes. Red. Red. Red to red. That's nice, nice, look at that. Okay, that's why they seal it for you, so waterproof and rain and can get into your camera. But this one is not waterproof yet. Next time if you say anything that waterproof I buy for you another one. Okay. Okay. That.
coi nha.